Kai Havertz, mùa giải 20 Totti bổ sung. Vị trí CM96, RM95. Mức lương 19, chiều cao 1m88 và cân nặng 83 g. Thể hình nhỏ, chân thuận trái 5 và phải 4. 4 sao kỹ thuật. Các chỉ số ấn góc bao gồm sút xoáy, chuyền dài, sút xa, kiến tạo, qua người. Vị trí CM sở trường thì Havertz có khả năng chuyền ngắn cực tốt. Ngoài ra các chỉ số như tăng tốc, tốc độ, khéo léo, khả năng dê bóng, giữ bóng, dứt điểm, chuyền dài, sút xa, chọn vị trí, tầm nhìn và phản ứng đều tốt. Ta sẽ xem bộ chỉ số. Có khả năng sút phạt, sút xoáy, dê bóng và giữ bóng, khéo léo 98 và thăng bằng 90, phản ứng 99, sức mạnh 86 và thể lực 93, rất đủ để dùng. Có khả năng bật nhảy và đấy, bình tĩnh, đánh đầu 95. Vậy đây là một trong những CM rất toàn diện. Khi để Kai Havertz mùa giải 20 Totti bổ sung ở vị trí CM thì các bạn để chơi thân đơn như sau: công 3, thủ 3, hỗ trợ phòng ngự cơ bản, đánh chặn thông thường, cầu thủ tự do và xâm nhập vòng cấm. Kai Havertz được xem là một thiên tài bóng đá của Đức. Khi mà ở độ tuổi còn rất trẻ, anh đã thi đấu ở Bundesliga cho Bayer Leverkusen và đã có bàn thắng ra mắt đội tuyển quốc gia Đức trong trận đấu với Argentina. Trong sự nghiệp thi đấu của mình thì Kai Havertz đã giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Âu năm 2019. Và đó là một suất trong đội hình tiêu biểu những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới do những tạp chí bóng đá và các chuyên gia hàng đầu thế giới bình chọn. Havertz ngưỡng mộ Mesut Özil, một trong những tiền vệ tấn công sáng tạo của Đức. Vì vậy phong cách chơi bóng của Kai Havertz có nét tương đồng với người đàn anh của mình. Đó là khả năng đỡ bóng bước một, dê bóng dính chân và tốc độ, khả năng tăng tốc tốt. Nhãn quan chiến thuật của Kai Havertz là rất tuyệt vời. Như một huấn luyện viên đã nhận xét thì những cầu thủ như Kai Havertz trăm năm có một, tức là 100 năm mới sản sinh ra được một cầu thủ tài năng như anh. Tuy được đánh giá rất cao nhưng Kai Havertz vẫn đang ở độ tuổi phát triển, độ tuổi teen của mình. Vì vậy, giữa một ngôi sao tiềm năng và một ngôi sao đích thực sẽ là một khoảng cách vô cùng lớn. Ngoài khả năng chơi bóng đều hai chân như nhau thì Kai Havertz có khả năng đánh đầu rất tốt. Anh có thể làm tất cả những điều mà một cầu thủ tấn công có thể làm, như dê dắt, chuyền bóng, dứt điểm và thậm chí cả nhiệm vụ ghi bàn của tiền đạo. Với một thể hình 1m88, trong in game thì Kai Havertz có một thể hình rất đẹp, nước da trắng cùng khuôn mặt thư sinh. Một pha kiến tạo cực kỳ hay của Kai Havertz dành cho Gerard Icon. Ngoài việc được so sánh với Mesut Ozil thì Kai Havertz còn được đánh giá có những nét tương đồng với những người đàn anh trước đây như Michael Ballack, nhờ khả năng sút xa và sự dũng mãnh trong lối chơi của mình. Ngoài ra anh cũng được so sánh với Bastian Schweinsteiger.
hay thánh chuyền bóng Toni Kroos. Có thể nói Kai Havertz là một mẫu CM tiền vệ công hội tụ đầy đủ yếu tố phẩm chất đẳng cấp cao của một trong những cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới. Năm nay mới bước sang độ tuổi 20 và Kai Havertz sẽ còn rất nhiều cơ hội để học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi rời câu lạc bộ Bayer Leverkusen tới với một câu lạc bộ giàu tham vọng hơn. Hiện tại thì những đội bóng lớn của châu Âu cũng đang rất thèm khát chữ ký của Kai Havertz như Manchester United, Barcelona hay là kèn kèn trắng Real Madrid. Ngoài ra Liverpool cũng không giấu giếm ý định sẽ chiêu mộ cầu thủ trẻ của Đức này. Tình huống không chín đánh đầu Kai Havertz. Khi Kai Havertz cầm bóng và di chuyển thì anh có nét thanh thoát và nhanh nhẹn. Những cú dứt điểm của Kai Havertz bóng đi có lực. Có thể đánh giá một nét chung đó là Kai Havertz chính là sự pha trộn của các siêu sao trên hàng tiền vệ. Tuy nhiên, để đạt tới đẳng cấp cao nhất của mình thì Kai Havertz sẽ cần rất nhiều thời gian để tích lũy. Mùa giải 20 Totti bổ sung này là một trong những mùa thiện chất lượng của Kai Havertz. Với sự toàn diện của mình thì anh hoàn toàn xứng đáng nằm trong đội hình danh sách của các huấn luyện viên. Trong tương lai không xa, có thể Kai Havertz sẽ là một trong những cầu thủ cạnh tranh quả bóng vàng FIFA với những Erling Haaland, với những Kylian Mbappe, với những Jadon Sancho. Kai Havertz cùng với Brand chính là hai tiền vệ trẻ xuất sắc nhất của Đức hiện tại. Và người hâm mộ như lãnh đạo của đội tuyển quốc gia Đức rất đặt kỳ vọng vào Kai Havertz với những phẩm chất mà anh có là hội tụ đầy đủ những yếu tố của một thiên tài chơi bóng. Bước di chuyển trên sân của Kai Havertz rất thông minh. Tình huống solo rất nghệ của Patrick Kluivert. Bốn sao kỹ thuật. Chỗ anh thực hiện được những skill rất mượt. Kỹ năng chuyền ngắn của Kluivert cực kỳ tốt. Khả năng điều phối bóng và phân phối đến các vị trí. Có thể nói Kai Havertz có thể là một nhạc trưởng tài năng như những gì Mesut Ozil đã làm được ở Arsenal hay là Real Madrid. Thậm chí anh có thể sẽ trở thành một Michel Ballack để đưa đội tuyển quốc gia Đức trở lại với
thời kỳ hoàng kim của mình, các đấu trường như Euro hay World Cup. Tuy nhiên hiện tại thì sự phát triển của Kai Havertz đã bị chững lại. Và có rất nhiều các chuyên gia lo ngại rằng Havertz có thể sẽ là một trong những tài năng sẽ đạt tới sự phát triển tốt là một trong những ngôi sao xịn của bóng đá thế giới trong những năm tới. Tuy nhiên, đó chỉ là nhận định và đánh giá, còn hiện tại thì Havertz cũng đang rất nỗ lực để hoàn thiện mình. Và vị trí CM của mùa 20 Totti bổ sung này thì có thể chấm cho Kai Havertz mức điểm là 9 trên 10. Một trong những CM rất tuyệt vời. Ngoài khả năng tung ra những đường chuyền kín thít thì Havertz tham gia vào những tình huống phòng ngự. Anh có thể phòng ngự tốt như Bastian Schweinsteiger hay Mason Mount, có thể kín thít hay như Mesut Ozil, có những đường chuyền sắc sảo và tinh tế, chính xác 100% như Toni Kroos. Ở Kai Havertz chính là sự pha trộn của những tinh hoa nhất của bóng đá Đức.